Đây, hai cây cần thăng này bây giờ mình uốn lại. Lần đầu mình uốn một lần rồi, bây giờ lần hai mình uốn lại cho các bạn xem nhé. Đó. Hai cây cần thăng này. Cây này lúc uốn là các bạn cắt hết gai đi, tuốt hết lá đi. Uốn với không bị dính, có cái gai nó lắm gai cực kỳ đây này. Tuốt hết cái gai xong mà cắt sơ đi. Đấy. Bây giờ mình uốn. Thank you.
gần xong rồi đấy các bạn. Cái này là mình làm lớp này thì lần sau nó nếu nó ra nó mình phải làm lại một lớp nữa. Đấy, thì sẽ ổn định là nó sẽ thành phẩm. Cái này lần lần hai. Đó, các bạn thấy không? Chia cho sao cho nó đều, nó tứ diện, nó nhìn cái cây nó thành một cái cây cổ thụ thiên nhiên. Đó, thì mình trồng ở trong cái con voi này nhìn nó rất là đẹp đó, xong rồi đấy. Đó, mình trang trí vào như này sau này là mình làm cái đôn nó cao lên là cái cây này nó sẽ thành phẩm, nó sẽ đẹp. Rồi nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một like nhá, và đăng ký kênh để nhận được cái video mới nhất, và để mình có động lực mình làm. Chứ nói với chị làm nghề ra mà mình làm mình không có động lực là nó rất là buồn. Nên mong các bạn nhớ đăng ký kênh rồi cho mình một like để mình có cái động lực mình làm nhá. Rồi chân thành cảm ơn những bạn đã theo dõi video của mình. Lần sau làm lại một lần nữa. Đó.